Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Sức khỏe là số 1. Sức khỏe là tài sản lớn nhất của mỗi người, của gia đình và của toàn xã hội. Chỉ khi mất đi rồi mới thấy tiếc. Có sức khỏe, chúng ta có hàng ngàn ước mơ. Không có sức khỏe, chúng ta chỉ có một cái ước mơ duy nhất, đó là có sức khỏe. Kênh Sức khỏe là số 1 này giúp bạn có được bức tranh tổng thể để có sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Bạn sẽ trả lời được câu hỏi tại sao thân cường thì bệnh nhược? Thế nào là sức khỏe sung mãn và làm thế nào để có được cái sức khỏe sung mãn như là mình đang mơ ước? Và tại sao để có body chuẩn vòng nào ra vòng ấy, da căng bóng mịn màng lại dễ dàng và đơn giản là thói quen ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ hàng ngày và ai ai cũng có thể làm được. Tôi hy vọng rằng trong cái thời gian tới, những video trên kênh Sức khỏe là số 1 này sẽ giúp mà cho bạn có một cuộc sống tuyệt vời hơn, hạnh phúc hơn, tự tin giao tiếp hơn để bạn thành công hơn trong cuộc sống. Hãy nhớ bấm vào nút đăng ký trên video để cập nhật được những thông tin sớm nhất. Trên kênh Sức khỏe là số 1 này, chúng tôi chia thành 3 cái loại video khác nhau. Loại video thứ nhất, đây là điều bạn sẽ thấy thú vị nhất. Cung cấp những kiến thức về dinh dưỡng giúp bạn làm chủ được cái công thức ăn đúng, uống đủ. Và chỉ sau 30 ngày áp dụng thôi, bạn sẽ kinh ngạc về cái sức khỏe của mình được cải thiện một cách đáng kể. Bạn sẽ cải thiện được vóc dáng cũng như làn da như là bạn mong muốn với đúng cái lứa tuổi của mình. Loại video thứ hai cũng không kém phần quan trọng và hấp dẫn. Bạn sẽ hiểu tại sao sức khỏe tinh thần lại có những sức mạnh to lớn và vi diệu đến vậy. Chắc chắn bạn sẽ vỡ òa kinh ngạc. Cái loại video thứ ba cung cấp cho bạn những bài tập hợp lý, phong cách sống đẹp giúp bạn tự tin hơn trong giao tiếp, thành công hơn trong sự nghiệp. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video này tới bạn bè của bạn để giúp họ có những sự thay đổi tuyệt vời giống như bạn. Chúc bạn liên tục tiến lên trong mọi khía cạnh của cuộc sống và đặc biệt làm chủ sức khỏe của bản thân và gia đình an nhiên hơn, hạnh phúc hơn. Vũ Thanh Huệ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.